mến chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Một ngày mới lại tới và mời quý vị cùng báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý cùng Kim Anh Audio. Bản tin hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 3 có các nội dung sau. Đại tá Phan Quốc Việt giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tin của Nguyên Hà. Thưa quý vị, hôm qua 29 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị công bố trao quyết định về công tác cán bộ. Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Phan Quốc Việt, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302 Quân khu 7 được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 còn trao các quyết định của Bộ Quốc phòng về điều động và bổ nhiệm một số chức danh khác như Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 7. Lấy 5 triệu mét khối đất từ sân bay Long Thành để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi. Tin của Phạm Tùng. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải diễn ra ngày 29 tháng 3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho rằng nếu lấy 5 triệu mét khối thì sẽ không đủ để phục vụ thi công giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành. Theo ACV, nguồn vật liệu đất đào và đắp của sân bay Long Thành đã được tư vấn nước ngoài tính toán, thiết kế, điều phối toàn bộ theo quy hoạch tổng thể. Khối lượng đắp lớn hơn khối lượng đào nên tư vấn thiết kế đã tính toán sử dụng thêm nguồn vật liệu đắp bên ngoài để đảm bảo cân bằng khối lượng đắp đào cho toàn bộ khu vực 5.000 ha của dự án. Vì vậy, việc tận dụng nguồn đất đào ra của dự án sân bay Long Thành để sử dụng làm vật liệu đất đắp cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi. Do đó, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiến nghị chính phủ cho phép địa phương được gia hạn lại các mỏ vật liệu để đảm bảo cung ứng nguồn đất đắp cho các dự án, trong đó có dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong tháng 4 phải giao đất để thi công nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3 và 4, tin của Hoàng Lộc. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần cho biết nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4 đã thi công đạt trên 80%, các thiết bị chính về đến công trường và đang trong giai đoạn thi công xây dựng lắp đặt để sẵn sàng chạy thử. Dự kiến tiến độ phát điện thương mại nhà máy điện Nhân Trạch 3 là tháng 11 năm 2024 và nhà máy điện Nhân Trạch 4 là tháng 5 năm 2025. Vướng mắc hiện nay là công ty chưa ký được hợp đồng thuê đất, hạng mục cống hộp trong đường găng tiến độ của dự án đang phải tạm ngưng do chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Ông Kèo không cho thi công. Vướng mắc này dẫn đến chậm ký hợp đồng mua bán điện, nguy cơ bị ngừng giải ngân vốn vay, dự án sẽ phải dừng lại. Dự án chỉ còn vài tháng nữa là phát điện thương mại nhưng lưới điện truyền tải chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả toàn dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cho rằng thời gian qua tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời ký văn bản gửi các bộ ngành, thủ tướng tháo gỡ nhưng vẫn còn chậm. Tỉnh sẽ cố gắng bàn giao đất trong tháng 4 năm 2024. Tỉnh cũng kiến nghị cơ quan liên quan sớm thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Nhân Trạch. Có ý kiến đồng ý cho phép tỉnh triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng song song với điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Đề xuất làm dự án xử lý rác thải khoảng 40 triệu đô la Mỹ tại Xuân Lộc. Tin của Hoàng Lộc. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cũng vừa làm việc với công ty Asia New Generation, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án xử lý rác thải phát điện tại huyện Xuân Lộc. Công ty cho biết muốn đầu tư dự án môi trường tại Đồng Nai. Qua tìm hiểu, công ty đề xuất thực hiện dự án tại khu liên hiệp xử lý chất thải Cù Lao Xanh ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Dự án này sử dụng công nghệ xử lý rác hiện đại của Đức, đó là công nghệ nhiệt phân. Rác thải không cần phân loại, không đem đốt trực tiếp mà xử lý rác bằng phương pháp khí hóa nên hạn chế phát sinh khí thải, có thể tạo ra từ 1,2 đến 1,8 MWh điện năng trên tấn rác. Dự án có năng lực xử lý 400 tấn rác một ngày, nguồn vốn đầu tư khoảng 40 triệu đô la Mỹ, sau đó có thể nâng lên 1.000 tấn một ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đề nghị công ty thuê tư vấn để triển khai các thủ tục chuyển nhượng dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, thẩm định công nghệ. Khi có hồ sơ cụ thể, các sở ngành của tỉnh sẽ theo dõi hỗ trợ triển khai. Nắng nóng hạ nhiệt trong 2 ngày cuối tuần, tin của Kim Liễu. Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết ngày hôm qua nắng nóng tại Đồng Nai đã giảm cường độ. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 3, nắng nóng sẽ giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4, nắng nóng gia tăng, nhiệt độ cao nhất có khả năng đạt trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 đến 40%, nhiệt độ cao nhất tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Long Thành, Nhân Trạch và thành phố Biên Hòa có thể trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, độ ẩm không khí thấp, trời khô hanh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ do quá tải, nguy cơ cháy rừng tăng cao, cần hết sức lưu ý khi sử dụng củi lửa trong rừng. Thả hơn 226.000 cá thể giống thủy sản xuống sông Đồng Nai. Tin của Bình Nguyên.
Thưa quý vị, ngày hôm qua 29 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức thả cá giống tái tạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại chùa Bửu Phước, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. Hơn 226.000 cá thể giống các loại đã được thả ra sông Đồng Nai gồm tôm càng xanh, cá lăng nha, cá vồ đém, trạch lấu, bống tượng. Ngoài ra 500 kg các loại cá như chấm đen, mè, chép, trôi cũng được thả vào dịp này. Đây là hoạt động gắn với kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản 1 tháng 4 năm 1959, 1 tháng 4 năm 2024. Trước đó vào các năm 2022 và 2023, chương trình cũng đã thả tổng cộng hơn 7,6 triệu cá thể thủy sản giống tại Hồ Trị An, sông Đồng Nai và rừng ngập mặn Long Thành, Nhân Trạch. Trước đây quý vị vừa nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai.